kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin 24 giờ thứ năm ngày 19 tháng 9 năm 2024 được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút trên báo Gia Lai điện tử. Và sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung chi tiết. Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Pleiku tiếp xúc đối thoại với trẻ em, triển khai phối hợp tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chung kết đường lên đỉnh Olympia tại Gia Lai, sản xuất nông nghiệp theo hướng sinh học nhiều lợi ích tăng cường truyền thông về việc thay đổi thời điểm dừng công nghệ di động 2G. Vụ địa phương 2 tại Đà Nẵng trao hai nhà tình nghĩa tại Đắc Tơ Phẫu thuật nụ cười miễn phí tại Gia Lai sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 27 tháng 9. Gia Lai giành 8 tấm huy chương ở giải vô địch tại quân quốc gia. Sáng sớm nay, ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 9, tại hội trường 19 tháng 5, Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku tổ chức chương trình tiếp xúc đối thoại giữa đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố với trẻ em năm 2024. Chủ trì buổi đối thoại có các đồng chí Trịnh Duy Thuân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Pleiku, Đỗ Việt Hưng, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, Nguyễn Đức Chính Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Pleiku. Như buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể, các cơ quan đơn vị của thành phố Pleiku cùng một số giáo viên và 200 học sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố. Tại buổi đối thoại, các em thiếu nhi đã mạnh dạng đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến các nhóm vấn đề như xây dựng khu vui chơi, hồ bơi, nhà đa năng trong trường học, và tại khu dân cư, phòng chống tai nạn thương tích đuôi nước, dạy bơi miễn phí, phòng chống tác hại thuốc lá điện tử, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường. Phát biểu tại buổi đối thoại đồng chí Trịnh Duy Thuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Pleiku đánh giá cao các ý kiến phát biểu cũng như thảo luận của các em thiếu nhi. Đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố, các cơ quan, ban ngành, mặt trận, và các đoàn thể thành phố tiếp tục nghiên cứu và giải quyết những vấn đề các cháu quan tâm cũng như đề xuất những giải pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi và chăm sóc các cháu thiếu nhi trong thời gian tới tiếp tục tạo môi trường cho các cháu được sống an toàn khỏe mạnh có cuộc sống vui tươi ngoài ra có những hoạt động nâng cao hơn nữa nhận thức về quyền con người quyền trẻ em tăng cường vai trò giám sát của các ban ngành đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ. Dịp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Pleiku đã tặng 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh vượt khó học giỏi, tặng 200 phần quà cho các em học sinh tham gia buổi đối thoại nhằm động viên các em tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp triển khai phối hợp sản xuất chương trình cầu truyền hình chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2024 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Dự cuộc họp có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai cùng lãnh đạo Ủy ban dân thành phố Pleiku và hiệu trưởng các phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh. Xuất sắc giành được vòng Nguyệt Quế quý 2 và giành tấm vé tham dự vòng chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Em Nguyễn Quốc Nhật Minh, học sinh lớp 12C2A, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, đã mang cầu truyền hình chung kết đường lên đỉnh Olympia về Gia Lai, dự kiến sẽ diễn ra ngày 13 tháng 10 năm 2024. Để sản xuất chương trình cầu truyền hình chung kết Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai, đoàn công tác ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam đã đến thành phố Pleiku để khảo sát địa điểm. Theo đó, đoàn đã thống nhất chọn địa điểm khu trưng bày Thiên Đường Tây Nguyên, Quảng trường Đại Đoàn Kết thành phố Pleiku làm nơi tổ chức cầu truyền hình trực tiếp đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 tại tỉnh Gia Lai là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các sở ngành, cơ quan, đoàn thể, đơn vị liên quan và ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức sản xuất cầu truyền hình trực tiếp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Tại cuộc họp các đại biểu đã thảo luận đề xuất và thống nhất xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai công tác phối hợp tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024 tại Gia Lai thống nhất điều chỉnh phương án, phối hợp tổ chức cầu truyền hình trực tiếp chương trình đường lên đỉnh Olympia năm 2024, đồng thời kiến nghị các nội dung vượt thẩm quyền để báo cáo Ủy ban dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Thưa quý vị và các bạn, Vài năm trở lại đây, nhiều nông dân trong tỉnh Gia Lai đã đầy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế. Trong đó, việc canh tác nông nghiệp theo hướng sinh học đang mang lại nhiều lợi ích. Toàn tỉnh hiện có trên 256.000 ha cây trồng sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, 4C, Rainforest, Alliance, Organic, trong 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 630 triệu USD, tăng 18,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu cà phê đạt 166.000 tấn trên 507 triệu USD, tăng 20,14% về giá trị. Mũ cao su đạt 704 tấn trên 0,916 triệu USD, tăng 7,76% về giá trị. Gia Lai phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương có tỷ lệ sử dụng các chế phẩm sinh học, thuốc trừ sâu sinh học dẫn đầu trong khu vực Tây Nguyên. Để đạt được mục tiêu này, đơn vị tích cực hướng dẫn bà con nông dân sản xuất theo hướng thực hành nông nghiệp tốt, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, các chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Trong đó tăng cường áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp sức khỏe cây trồng tổng hợp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ dùng các thuốc sinh học đã được đăng ký trong danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam, đặc biệt cần sử dụng các loại chế phẩm sinh học chứa các vi sinh vật đối kháng và vi sinh vật có ích khác để phòng trừ vi sinh vật gây hại trên cây trồng theo hướng bền vững. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa ban hành công văn số 1743 về việc phối hợp tuyên truyền việc thay đổi thời điểm ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao sử dụng điện thoại 2G only trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị Báo Gia Lai, Đài Phát thanh Truyền hình Gia Lai tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức cá nhân trên địa bàn về việc lùi thời điểm bắt đầu ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao sử dụng điện thoại 2G Only sang ngày 16 tháng 10 năm 2024 và các thông tin liên quan. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng văn hóa, và thông tin phối hợp hướng dẫn trung tâm văn hóa thông tin và thể thao ủy ban dân các xã phường thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tổ chức cá nhân trên địa bàn quản lý về việc lùi thời điểm bắt đầu ngừng cung cấp dịch vụ cho các thuê bao sử dụng điện thoại 2G only truyền thông đến người dân đang sử dụng máy điện thoại 2G only chuyển đổi lên máy điện thoại công nghệ cao hơn 4G, 5G, thông qua hệ thống, thông tin cơ sở, các tổ công nghệ số cộng đồng, tổ dân phố và các trang, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội Facebook, Zalo của địa phương. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Tại xã Đắc Tơ Vê, vụ địa phương 2, Ban nội chính Trung ương tại Đà Nẵng, phối hợp với Ban nội chính tỉnh ủy, ủy ban dân xã Đắc Tơ Vê, tổ chức trao nhà tình nghĩa cho hai hộ nghèo trên địa bàn xã Đắc Tơ Ve, huyện Chư Bả. Theo đó, đại diện vụ địa phương 2 ban nội chính trung ương tại Đà Nẵng, ban nội chính tỉnh ủy và nhà tài trợ đã trao nhà tình nghĩa cho hộ ông Bông, làng Mo và hộ ông Dông, làng Tuê, Mỗi căn nhà xây cấp 4 có diện tích hơn 42m2 gồm một phòng khách, một phòng ngủ và hành lang phía trước. Căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày 29 tháng 7 năm 2024. Tổng trị giá hai căn nhà là 210 triệu đồng. Trong đó vụ địa phương 2 ban nội chính trong mương tại Đà Nẵng hỗ trợ 150 triệu đồng. Gia đình ông Bông ở làng Mo đóng góp 30 triệu đồng. Gia đình ông Dông ở làng Tuê vì điều kiện hoàn cảnh gia đình quá khó khăn đã được đồng chí Ra Lăng Chung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Gia Lai hỗ trợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, cộng đồng dân cư trong làng và hai hộ gia đình đã đóng góp thêm 50 ngày công lao động. Cũng nhân dịp này, vụ địa phương 2 ban nội chính trung ương tại Đà Nẵng đã trao 20 suất quà trị giá 1 triệu đồng trên một suất cho 20 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắc Tơ Ve. Ban nội chính tỉnh ủy Gia Lai hỗ trợ các vật dụng sinh hoạt gồm giường ngủ, tủ quần áo, TV, quạt đứng, nồi cơm điện, bàn inox cho hộ ông Dông và ông Bông, trị giá mua xuất qua 10 triệu đồng. Tin từ Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật hàm mặt và các dị tật khác tại tỉnh Gia Lai năm 2024 do tổ chức Operation Smile Việt Nam tài trợ sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024 tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Theo đó, từ 7 giờ ngày 23 tháng 9, các bác sĩ sẽ triển khai khám sàng lọc và tiến hành các xét nghiệm cần thiết. Ngày 24 đến ngày 27 tháng 9, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhi có chỉ định và chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật tại bệnh viện Nhi Gia Lai, thôn 6 đường Cách mạng tháng 8, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sở Y tế đã có công văn chỉ đạo trạm y tế xã, phường thị trấn phối hợp với cán bộ lao động, thương binh và xã hội của địa phương thông báo đến các thôn làng tổ dân phố có trẻ em mắc các bệnh dị tật bẩm sinh trên, giới thiệu bệnh nhân đến bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để được khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh gia lai cho biết các vận động viên của tỉnh đã giành được 8 tấm huy chương các loại tại giải vô địch taekwondo các câu lạc bộ quốc gia 2024. Giải năm nay diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 9 tại tỉnh lào cai. Giải có sự tham gia của gần 1.000 vận động viên đến từ 56 câu lạc bộ là các tỉnh thành ngành trong cả nước. Tại giải này, các vận động viên Gia Lai đã giành được 8 huy chương, với 4 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Trong đó, 4 huy chương vàng thuộc về vận động viên Nguyễn Ngọc Ý Nhi, hạng cân 33kg nữ lứa tuổi dưới 12, Hà Thị Anh Minh, hạng cân 42kg nữ lứa tuổi 15-17, Nguyễn Thị Loan, hạng cân 53kg nữ lứa tuổi trên 17 và Nguyễn Nhật Quang, hạng cân 51kg nam lứa tuổi trên 14. Bốn huy chương bạc thuộc về các vận động viên Lê Thanh Mai hạng cân 41 kg nữ lứa tuổi từ 12 đến 14, Nguyễn Thị Mai hạng cân 49 kg nữ lứa tuổi trên 17, Nguyễn Công Thịnh hạng cân 59 kg nam lứa tuổi từ 15 đến 17 và Hồ Sĩ Đức hạng cân 63 kg nam lứa tuổi trên 17. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, Sáng sớm nay, ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4 năm 2024. Sáng sớm nay, ngày 19 tháng 9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 4 năm 2024. Tại cùng cỏ Quảng Trị đã có gió mạnh cấp 6, do cấp 7 đến 16 giờ ngày 19 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-20 đến 25 km/h trên, trên vùng biển, viên bờ từ Quảng Trị đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất, vùng gần tâm bão cấp 8 và cấp 10, độ rủi ro thiên tai cấp 3. Đến 4 giờ ngày 20 tháng 9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 đến 15 km/h, suy yếu dần thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất của vùng áp thấp là dưới cấp 6. Ngày 19 tháng 9, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia La điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.